Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về Tăng Thầy Lợi nha các bạn. Hôm nay là nói về thứ tự thực hiện các phép tính lớp 3. Thì các bạn nhớ giúp Lợi, nhớ nè, từ tay trái sang tay phải nha. Ưu tiên từ trái sang tay phải của các bạn. Khi gom nè, ngoặc, rồi tới nhân chia, rồi tới cộng trừ. Được chưa? Ưu tiên nè, có ngoặc là ngoặc trước nè, rồi mới tới nhân chia, rồi mới tới cộng trừ. Nếu chỉ có nhân chia không, chỉ ở trong phép tính đó chỉ có nhân với chia thôi, thì các bạn làm từ tay trái của các bạn sang tay phải. Nếu chỉ có cộng trừ thôi thì các bạn cũng làm từ tay trái sang tay phải nha các bạn, từ tay trái sang tay phải nha các bạn. Rồi ví dụ 70 cộng 5 tất cả chia 5 nhân đi rồi trừ 10 bằng. Thì ở đây các bạn nhìn vào đi, có phép cộng nè, phép nhân nè, phép trừ nè, và có ngoặc, thì các bạn ưu tiên ngoặc trước. Vậy là 70 cộng 5 ra 75, nhân 5 viết lại nè, rồi trừ 10 viết lại. Tiếp tục ở đây chỉ có phép nhân và phép trừ, thì các bạn ưu tiên phép nhân trước. Các bạn nhẩm ra 75 nhân 5, 5 nhân 5 bằng 25, ghi 5 nhớ 2. 5 nhân 7 bằng 35, nhớ 2 là 37, ghi 7. Hết rồi thì các bạn hạ 3. Được chưa? Vậy là 375 trừ 10. 375 trừ 10 thì các bạn cũng làm nhé. 375 trừ 10. 5 trừ 0 được 5, 7 trừ 1 được 6, 3 trừ cái gì hết là 3. Vậy ra 365. Ok chưa? Rồi các bạn hãy giải bài tập sau và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi bắt đầu. 100 trừ đi 50 chia 2 cộng 15 trừ 3. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.